Tập đoàn Cát Tường Group chính thức tổ chức lễ ra mắt dự án Cát Tường Park House. Đây là dự án mở ra thập kỷ vàng, đánh dấu cho hành trình mới của tập đoàn Cát Tường Group sau 10 năm với sứ mệnh kiến tạo bất động sản nhân văn bền vững. Đáng chú ý là ở sự kiện đặc biệt này, có hơn 500 khách hàng đã đặt chỗ cho số lượng sản phẩm giới hạn của Cát Tường Park House. Cát Tường Park Hall tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, ngay trung tâm hành chính huyện Chương Thành, tỉnh Bình Phước, với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hệ thống giao thông liền mạch, dễ dàng kết nối đến trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội của huyện Chương Thành nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung. Đặc biệt với vị trí đắc địa tại vùng lõi trung tâm của Chương Thành, Cát Tường Park Hall hiện đang sở hữu một lợi thế là được bao quanh bởi 5 khu công nghiệp có quy mô lớn, chiếm diện tích 67% tổng diện tích bất động sản công nghiệp của tỉnh. Điển hình như khu công nghiệp Minh Hưng, Hàn Quốc, khu công nghiệp Chương Thành và khu công nghiệp BKMX. Về kiến trúc, Cát Tường Park Hall do kiến trúc sư Takahashi, giám đốc điều hành, kiến trúc sư cảnh quan nổi tiếng, có hơn 33 năm kinh nghiệm, đến từ công ty Laco Nhật Bản tư vấn thiết kế. Các tiện ích đều được chú trọng và phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm mang đến hệ sinh thái xanh chuẩn Nhật hoàn chỉnh, đúng nghĩa nhất dành cho cộng đồng cư dân văn minh hiện đại. Đây là dự án đầu tiên tại Bình Phước được cấp chứng chỉ S, tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận công trình xanh với quy mô 8,3 hectare. Chủ đầu tư Cát Tường Group đã đầu tư 22 triệu đô la Mỹ và dành đến 10.000 m2 để xây dựng mạng xanh và tiện ích chuẩn Nhật hiện đại. Dự án chú trọng xây dựng không gian sống chuẩn Nhật với hệ thống 6 công viên chủ đề và các công viên khác nhằm mang đến một nơi an cư, nhà rộng, vườn xanh cho mỗi gia đình. Để tạo điều kiện cho khách hàng có cơ hội sở hữu dự án tại lễ giới thiệu, chủ đầu tư đã chính thức công bố những chính sách, chương trình ưu đãi đặc biệt. Nhờ những chính sách đặc biệt được công bố, khách hàng dễ dàng sở hữu được Cát Tường Park Hall với các chính sách hấp dẫn. Lễ giới thiệu chính thức dự án Cát Tường Park Hall được đông đảo khách hàng đón nhận. Dự án đã được khởi công và dự kiến bàn giao vào quý 1 năm 2023.